Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Đinh Tuấn qua một câu chuyện rất hay, câu chuyện Nghiệp Bá Hộ Tư. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đinh Soạn. Nửa đêm, bà Bảy đang nằm ngủ trên cây chõng tre thì nghe tiếng bầy chó của nhà mình sủa nhặng. Tỉnh giấc, bà toan bỏ dậy, đưa mắt nhìn qua khe hở trên cánh cửa. Ở bên ngoài cổng lúc này là một bóng người đang đứng lom khom. Ai đó? Bà ơi, mở cửa cho tôi. Một cái giọng khàn khàn thều thào vang lên. Bà Bảy nhanh chóng nhận ra đây là giọng của chồng. Thế là bà nhanh chóng bước khỏi cây chõng mà tiến ra mở cửa. Ông Bảy từ bên ngoài lách người vào. Dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu leo lắt, ông thở từng hơi nặng nhọc. Còn bà Bảy thì thốt lên: Trời đất ơi, ông làm gì mình mày cứ như ăn mày thế này. Đúng thật là trông ông Bảy lúc bấy giờ thê thảm lắm. Bộ quần áo trên người đã rách lỗ chỗ, một bên chân cũng bị băng bó, ngày ốm đi nhiều so với khoảng một tháng trước. Đây cũng là thời điểm gần nhất mà bà Bảy nhìn thấy chồng của mình. Lý giải cho cái sự khốn cùng này, đó là bởi ông Bảy đang phải đi trốn nợ. Ông thiếu ông Bá Hộ Tư gần 20 đồng bạc từ năm ngoái. Không phải là ông cố tình muốn tránh né vì không trả nổi 20 đồng bạc ấy, nhưng khó ở chỗ là cứ mỗi tháng không giải quyết dứt điểm thì số tiền lãi cứ cộng thêm. Thành thử ra từ số nợ 20 đồng bạc gốc, bây giờ cộng thêm lãi lên đến gần 300 đồng bạc. Mấy tháng trước khi mà vụ mùa còn có thể làm đụng được, ông Bảy còn xoay sở đóng vài đồng lãi. Nhưng mà từ khi thu hoạch đến giờ, vụ mùa mới trời khắc nghiệt, không có một cơn mưa. Thành thử ra là ruộng đồng bỏ hoang, cái sinh nhai cũng như là con đường trả nợ duy nhất của ông không còn nữa. Tài sản của hai vợ chồng là cái mảnh ruộng cũng bị xiết. Hết đường xoay sở, ông phải bỏ trốn đi vào trong rừng. Mà như vậy cũng đâu có yên tâm. Cứ vài ngày đám tay chân lâu la của Bá Hộ Tư lại đến để đe dọa bà Bảy, đến độ bà phải quỳ xuống mà van xin. Trở lại với hiện tại, sau khi khóa chốt cửa lại, bà Bảy còn cẩn thận thổi luôn cái ngọn đèn dầu. Ông à, nhưng ngày qua ông ở đâu làm gì? Từ trốn ở trên rừng, trong mấy cây lán của những người đi hái thuốc. Nhưng sao ông lại về đây làm gì? Bộ người ta đến tìm cho ông rồi sao? Chưa, nhưng mà cứ ở mãi trên đó không thể nào sống được đâu. Tôi đánh tiếng với mấy người bạn cũ, họ đang ở trong Nam khai khẩn đồn điền. Tôi nghĩ hai vợ chồng mình đi vào trong ấy, may ra mới sống được. Trời đất, thời thế như bây giờ sống dưới gầm trời này, nơi nào cũng giống nhau ông ạ. Tôi vì ông không người thân thích, đi vào tận trong ấy biết làm gì để sống. Có, bà an tâm, tôi sẽ xin vô và làm phu ở trong đồn điền cao su. Bà thì bắt ốc đánh cá, hai vợ chồng có rau ăn rau, có cháu ăn cháo. Thế rồi còn cái nhà này thì sao? Bỏ hết đi. Giờ bà thử nhìn xem trong nhà đâu còn thứ gì chứ. Nhưng mà ông à, bỏ đi này còn mồ mả cha ông tổ tiên. Không sao, cái đó khi nào có điều kiện mình về tạ lỗi với lại ông bà sau. Bà nghe lời tôi, nhanh thu dọn quần áo hành trang. Tôi thuê được người chèo đò trở ra ngoài bến. Giờ ra ngoài đó để đi ngay nhanh lên, không có kịp nữa đâu. Bà Bảy lúc này cũng chẳng nghĩ ngợi được nhiều, chỉ biết gật đầu làm theo những gì mà chồng yêu cầu. Đợi chừng nửa canh giờ sau khi thu xếp mọi thứ, khi hai vợ chồng mở cửa lén lén đi ra phía con đường nhỏ đằng sau, rồi thẳng hướng đến bến sông. Vừa đi bà Bảy vừa ngó nghiêng, rồi miệng thì lâm dâm: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thế nhưng cái lời khấn nguyện này của bà có vẻ không trở thành hiện thực. Bởi khi hai vợ chồng ra đến bến sông thì không hề trông thấy bất cứ một chiếc ghe nào đang đậu. Bà Bảy thì lẩm bẩm: Ông à, sao lại vắng lặng thế? Bà bình tĩnh đi nào. Chắc là người ta ngủ quên rồi neo đậu ở chỗ khuất nào đó, để tôi huýt sáo ra hiệu. Nên là làm ông Bảy đưa tay lên miệng huýt sáo, và đúng là có tiếng động đáp lại. Nhưng cái tiếng động này không phải là từ người chèo đò, mà là phía mấy bụi rậm gần đó có cả chục bóng người chạy ra. Thằng Bảy đó, hai vợ chồng nó cả, bắt lấy chúng nó. Tiếng người hô hào cùng với những ánh đuốc lập lòe làm cho vợ chồng ông Bảy lúc này hồn siêu phách lạc. Không mất quá nhiều thời gian để họ nhận ra, đám người vừa la lối đây
là đám tay sai lâu la của bá hộ tư. Ông Bảy lúc bấy giờ chắp tay: Tôi cầu xin các anh hãy tha cho vợ chồng tôi. Chúng tôi từ bước đường cùng mới bỏ xứ đi. Xin đừng tuyệt đường sống của chúng tôi. Tuyệt đường sống à? Cho mày cả gan suốt một tháng này. Hành chúng tao đi lùng bắt bây giờ lại muốn trốn. Ở đời đâu dễ vậy hả? Chứ mày cũng biết cái uy quyền của má hộ tư trong vùng chứ. Ngay một hạt cát dưới sân nhà ông ấy cũng không thể lọt được ra ngoài đường đâu. Chứ đừng nói là tiền bạc. Chứ mày đâu? Mau bắt trói hai vợ chồng đó. Mang về cho bác hộ tư xử lý đi. Có tiếng vâng dạ rồi ba bốn tên đàn ông lực lưỡng sấn tới. Cả giữ tay ông Bảy, đám còn lại thì bịt miệng, kỳ vợ của ông xuống đất. Chỉ trong chớp mắt, hai vợ chồng đã bị trói nghiến rồi kéo đi. Một lát sau đám tay sai mới dẫn cả hai người đến một mảnh đất trống gần bãi tha ma. Ở đó đã có một nhóm người đang đứng chờ sẵn. Dưới ánh đuốc lập lòe, ông Bảy nhìn rõ một trong đám người kia là bá hộ tư. Ngoài ra thì còn có lão lái đỏ, người đã nhận tiền của ông để đưa vợ chồng rời làng. Quá sốc, ông Bảy chừng chừng cặp mắt nhìn lên rồi bảo: Lão Ngũ, lão nhận của tôi 2 đồng bạc rồi, sao lão lại... Có tiếng cười của phía lão bá hộ tư vọng lại. Lão đưa tay vỗ vào vai của người chèo đò: Đông đồng mày đã thuê ông ấy 2 đồng bạc để đưa chúng mày rời khỏi ngôi làng này. Nhưng mà ngàn nỗi ta lại thuê ông ấy những 4 đồng bạc để làm cái chuyện ngược lại. Trời đất ơi! Ông Bảy lúc bấy giờ tức giận lắm, nhưng biết làm sao được khi bản thân mình vẫn còn đang bị trói. Bà Bảy thì bấy giờ rối rít quỳ xuống: Ông bá hộ à, tôi cầu xin ông. Hai vợ chồng tôi đâu còn đồng xu các bạc nào. Ông cũng biết mùa vụ lần này thất bát, ngay cả mảnh ruộng duy nhất vợ chồng tôi cấn nợ cho ông. Đáng lẽ ông phải chừa cho chúng tôi một đường sống, sau này tìm cách trả nợ. Ông bắt ép như thế này chúng tôi chỉ có đường chết thôi. Đúng, đúng là chúng mày chỉ có đường chết. Vậy nên hôm nay tao mới giúp chúng mày một tay. À, ông nói vậy là sao à? Chứ sao hả? Mày nghĩ tao còn trông chờ vào việc vợ chồng mày trả nợ? Lần này may mà tao được người ta mật báo, chứ không chúng mày bỏ xứ mà đi. Cả 100 đồng bạc nợ tao, biết khi nào mới lấy. Không chỉ có vợ chồng chúng mày đâu, ở cả cái làng cái tổng này người ta nợ tao nhiều lắm. Nếu ai cũng làm như vậy thì cái danh xưng bá hộ tư chắc phải bỏ đi thôi. Không, ông ơi, ông bá hộ tư à, ông là bên làm phước. Ông cho vợ chồng chúng tôi cơ hội để trả nợ đi. Ta nói rồi, không cần tiền của chúng mày nữa. Cái tao cần bây giờ là hai vợ chồng mày phải làm tấm gương cho những kẻ con nợ mà đi trốn. Đừng có nói nhiều, tao buồn ngủ lắm. Dạo này sức khỏe đi xuống rồi, tao về đây. Tí xíu, lo mà giải quyết êm đẹp đi. Hai tên tâm phúc của lão bá hộ gật đầu. Sau khi đợi cho gã quay lưng rời đi, chúng lấy hai cây đào lớn. Những gì xảy ra tiếp theo thực sự khiến những người yếu tim phải nhắm mắt lại. Sáng hôm sau, người dân trong làng đông gần như rúng động tá hỏa, bởi họ trông thấy trong sân của nhà ông Bảy là thi thể của vợ chồng ông. Với chỉ chít những vết chém, máu đã chảy ra loang đổ. Còn ở trên bức tường là một dòng chữ được viết bằng than, kể về tội trạng trốn nợ của vợ chồng ông. Có thể nói đây là cái cảnh này ai cũng xót xa, nhất là những người hàng xóm chung quanh. Họ chỉ biết lắc đầu chấp tay lại khấn niệm, cầu xin vong hồn của hai người xấu số được mau chóng siêu thoát. Và đây cũng là việc duy nhất họ có thể làm. Bởi theo cái dòng chữ thông báo trên vách tường là xác của hai vợ chồng sẽ để ở đó phơi nắng, cho đến khi nào bá hộ tư nguôi giận thì mới cho chôn cất. Bằng không thì cứ để yên đó cho chó mèo thỏa sức mà gặm nhấm. Cái đó không xa trong dinh thự của lão bá hộ, bầu không khí loại hoàn toàn khác khi tràn ngập tiếng cười tiếng nói. Bởi lão ta đang tiếp mấy cái mối làm ăn, vải vóc tơ lụa cũng như là đồ mỹ nghệ. Ở trong cả vùng này hầu như toàn bộ mọi hoạt động giao thương buôn bán đều phải qua tay của lão. Ngoài mối quan hệ với cánh dân buôn, lão bá hộ tư còn thân thiết với các quan tây quan ta ở trên. Thành thử ra là không ai dám động chạm gì đến lão, bằng không kết cục sẽ thê thảm vô cùng. Nói đi thêm một chút về gia đình của lão bá hộ tư. Lão ta năm nay đã ngoài 60, nhưng vì được ăn uống tầm bổ đầy đủ cho nên trong cơ thể cường tráng, trẻ tuổi hơn thật của mình chắc phải đến cả 10 năm. Khác với những người giàu có quyền thế đương thời với tam thê tứ thiếp, lão bá hộ tư chỉ có mỗi một người vợ. Bà tên là Thủy, nhỏ hơn chồng những 20 tuổi, nhưng mọi người quen gọi là bà bá hộ, chứ không dám gọi thẳng tên thật. Bà bá hộ xuất thân quyền quý, về phía dòng họ của bà cũng nhiều phen giúp đỡ cho lão tư trong việc củng cố quyền lực.
Thành thử ra là giáo không dám nạp thêm thi thiếp vì sợ làm phật lòng phía bên nhà vợ của mình. Hai vợ chồng cũng có thêm ba người con. Hưng con trai cả của lão năm nay gần 30 và đã cưới nhưng chưa có con. Hai người dọn lên trên thị thành để ở, chỉ thỉnh thoảng mới về. Thịnh người con thứ nhỏ hơn anh cả của mình 1 tuổi, nhưng mà mải ham chơi nên chưa lấy vợ. Người cuối cùng đó là Hoa, con gái út. Cô này còn khá trẻ mà mới về làm dâu nhà ông tỉnh trưởng. Chính cuộc hôn nhân này là cầu nối để cho lão bá hộ tư càng ngày càng hống hách. Lão bây giờ chỉ có thể gói gọn cho một câu nói, đó là bất khả xâm phạm. Ngồi nói chuyện bàn bạc về chuyến hàng buôn sẽ cập cảng sắp tới. Sau đó thì lão bá hộ tư mới cất tiếng gọi lớn. Chúng bay đâu? Thu xếp rượu tiệc cho tao chưa? Mấy đứa người ăn kẻ ở trong nhà rối rít vâng dạ. Thưa ông là chúng con chuẩn bị cả rồi, bây giờ chỉ chờ ông ra lệnh chúng con mang ra. Rồi còn thằng Thịnh nó đã về chưa? Dạ thưa ông, chúng con không thích cậu hai đâu. Rõ ràng ban nãy ta còn thấy nó ở nhà cơ mà. Dạ thưa ông, cậu hình như là có chiếc xe ngựa đến đón. Dạ đứa đi đâu ở chúng con không có rõ. Mẹ nó chứ, chắc lại tụ tập ở mấy cái sòng tổ tôm. Mau cử mấy đứa đi tìm nó về đi, về đây còn tiếp khách chứ. Nói rồi bác hộ tư lại quay sang là một nụ cười. Mọi người thông cảm nha, cái thằng hai nhà tôi nó ham chơi một chút, nhưng mà về cái độ tiếp khách của nó là rất giỏi đấy. À thế ông không ngồi với chúng tôi hả? Tôi tuổi cao rồi, về lại dạo này kiêng rượu. Không phải là tôi không coi trọng các ông, chỉ mong là các ông thông cảm cho. Về lại lát nữa đây tôi còn phải đi lên trên huyện gặp tiếp vài mối làm ăn khác. Trời đất ơi, ông Tư đúng là bận rộn mà. Đã vậy thì thôi, chúng tôi cũng xin phép được ra về, chứ không phiền ông và cậu hai nữa. Ờ kìa, sao lại thế? Thế tiệc rượu đã chuẩn bị xong rồi cơ mà. Chứ tôi kỳ thực cũng muốn uống với ông thôi, cho nên là đành hẹn lại hôm khác vậy. Khi nào ông rảnh rỗi cứ sai người qua nói với chúng tôi 1 tiếng, chúng tôi sẽ tới để hầu rượu ông. Ôi trời ơi, thật là thật lễ quá, mong mọi người thông cảm. À không sao, không sao. Nói tới đây thì mấy người con buôn cũng đứng dậy ra về. Để cho họ đi khỏi, lão bác hộ bấy giờ lại cất tiếng. Thằng Tí à, mày có đó không? Dạ con đây thưa ông. Mày ra chuẩn bị cho tao 1 chiếc xe ngựa, rồi nói với mấy đứa ở nhà lát nữa, vợ tao có dậy đó. Rồi hỏi thì bảo là tao lên trên huyện để gặp quan lớn đã nghe chưa? Dạ con biết rồi. Đợi chừng 1 canh giờ sau, lão bác hộ tư chếm chệ ngồi yên vị trên chiếc xe ngựa rời khỏi dinh thự nguy nga trắng lệ của mình. Nhưng mà có điều lão không phải đi gặp quan trên, cũng chẳng phải lý do sức khỏe mà từ chối cuộc nhậu ở nhà. Tất cả chỉ để phục vụ cho việc gặp gỡ cô đào ngắt tên Phượng là nhân tình của gã. Đúng vậy, tuy không lấy thế thiếp gì, nhưng là bá hộ tư là một người đam mê tiểu sắc, cứ thỉnh thoảng lão lại cặp kè với một cô gái trẻ đẹp. Chiếc xe ngựa đi đến gần trưa thì cũng dừng lại trước một căn nhà 3 gian rộng lớn. Căn nhà này lão có được trong 1 lần xiết nợ và là nơi để lui tới hú hí với những nhân tình của riêng mình. Từ trên chiếc xe bước xuống, lão tư hất hàm rồi bảo: mày tìm chỗ nào đậu xe đi, nhớ là có động tĩnh gì phải báo hiệu ngay cho tao đó nha. Dạ con biết rồi. Dặn dò thêm vài câu thì lão từ từ tiến vào bên trong. Căn nhà này tuy không thường xuyên ghé đến, nhưng vẫn có người ăn kẻ ở được lão bá hộ thuê mướn riêng. Trông thấy lão thì họ liền cúi đầu cung kính chào hỏi. Khi đã vào tới gian phòng khách, lão bỏ cái tẩu thuốc trong miệng của mình ra rồi hỏi: chú mày đâu? Thế cô Phượng của chúng mày tới chưa? Một đứa người ở liền tiến lại rồi thưa: dạ con không thấy. Ủa sao lại không có thấy? Rõ ràng hôm nay là cuối tuần cơ mà. Hẹn từ tuần trước rồi hay là nó quên? Cố gắng chờ đợi thêm một lúc nữa, nhưng đã quá giờ cơm mà không thấy nhân tình đâu. Lão bá hộ sốt ruột bước ra ngoài, đưa mắt nhìn chung quanh, rồi vẫy tay ra hiệu cho thằng Tí đến gần. Dạ thưa ông, có chuyện gì vậy? Mày chạy sang cái gánh hát nơi con Phượng nó làm, coi thử nó đâu. Nếu mà gặp nó bỏ tôi đi nhanh. Dạ vâng ạ, con đi ngay. Trong lúc chờ đợi thì lão bá hộ chép miệng chỉ vài câu. Thời gian đã không có nhiều, cứ như thế này thì hỏng hết cả việc. Thế nhưng đến khi thằng Tí quay lại thì gương mặt và điều bộ của nó có vẻ hớt hải lắm.
Nó chạy thẳng vào bên trong. Thưa ông là có chuyện rồi. Chuyện gì? Thưa ông là cô Phượng cô ấy mất rồi. Cái gì sao lại mất? Con chạy tới cánh hát thì thấy người ta đang làm tang sự cho cô Phượng rồi. Hỏi ra mới biết đêm qua cô ấy hát xong, đang về chỗ nghỉ ngơi thì bị một toán cướp. Cho nên chặn đường vừa cướp, dùng dao cắt cổ cô ấy. Trời đất ơi, sao lại có cái chuyện tề đình vậy chứ? Cái đám cướp đó là ai? Từ đâu tới mà dám cả gan lộng hành như vậy? Dạ thưa ông, con chỉ nghe người ta kể lại vậy thôi, chứ con cũng không tìm hiểu. Trời đất ơi, đúng thật là. Lão Bá Hổ bấy giờ về mặt bừng bừng lửa giận. Thưa ông, việc bây giờ mình có sang đó viếng cô Phượng hay không ạ? Viếng làm cái gì? Tới tới đó để cho đám dân chúng nó soi mói hả? Mẹ kiếp, thế là từ nay mất chỗ vui vẻ rồi, lại phải nhọc công đi tìm mối khác. Lão đứng dậy miệng ngậm tiểu thuốc rồi vẫy tay ra hiệu đi về. Tới chiều thì chiếc xe ngựa cũng đưa Lão Bá Hổ về đến tận nhà. Cơn tức giận cũng phần nào nguôi ngoai, lão bước vào bên trong. Và rồi người đầu tiên mà lão gặp không ai khác chính là vợ của mình. Bà Bá Hổ đang ngồi trên chiếc ghế tựa, chung quanh là hai ba đứa hầu gái đang đấm bóp. Ông đi đâu về đấy? Tôi đi lên gặp quan trên huyện. Bộ mấy đứa ở nhà chúng nó không có nói cho bà biết hay sao? Nói rồi, nhưng tôi chỉ muốn hỏi ông lại lần nữa thôi. Bộ bà không có tin tôi hả? Tôi đâu có nói gì chứ. Tin chứ sao lại không? Mà tôi có chút quà gửi cho ông đấy. Ủa, quà gì vậy? Ở trên bàn kìa, ông cứ mở ra đi rồi khắc biết. Lúc này đây thì lão Tư nhận ra trên mặt bàn có một cái hộp bằng gỗ được chạm khắc khá là tinh xảo. Hôm nay lại có tặng quà cho tôi hả? Chắc là trời sắp mưa bão rồi đây. Vừa nói lão hí hửng đi tới. Thế nhưng khi chiếc hộp gỗ vừa được mở ra thì gương mặt của lão liền tối sầm lại, giận mình đánh rơi luôn cái tẩu thuốc xuống đất. Bà! Thế bên trong hộp gỗ là một sợi dây chuyền ngọc trai. Nhưng đáng nói hơn là sợi dây chuyền này vốn được lão tặng cho cô nhân tình tên Phượng của mình. Mà nếu chỉ có mỗi sợi dây chuyền không thôi thì có thể nhầm lẫn. Nhưng ngoài nó ra bên hộp còn có thêm cái vành tai của người ta bị cắt. Còn dưới máu và trên vành tai ấy có một nốt ruồi màu đỏ trùng khớp với Phượng. Khỏi phải nói lão Tư đã nhận ra vợ của mình biết chuyện lão bảo. Trời đất ơi, bà làm cái gì thế? Tôi không phải là cấm cản gì ông. Cái chuyện ra ngoài vui thú ông có thể cặp kè con này con khác tôi không quan tâm. Nhưng tôi nhắc cho ông biết, nếu để bất cứ đứa nào ảo tưởng mà định mon men vào cái nhà này, kết cục của nó không có tốt đẹp gì đâu. Bà nói vậy là sao còn... Ông không biết cái con đào hát xứng ca vô loại ấy, ta định mướn thầy bùa chủ ẻm tôi hả? May mà mấy đứa nhỏ trong nhà phát hiện ra sớm, không thì bây giờ tôi cũng điên dại. Hoặc là tinh tế hơn là chết bất đắc kỳ tử rồi đấy. Bà nói cái gì thế? Còn Phượng nó làm gì lắm giảm mấy cái chuyện đó? Ông tin hay không thì tùy ông. Thì không muốn nói nhiều. Lần này tôi trừng trị nó là vì tôi nghĩ nó muốn xoán ngôi chính thất. Nhưng mà nếu tôi biết ý tưởng này xuất phát từ ông thì... Cái bà này, tôi đâu có điên mà nghĩ đến cái chuyện mưu hại bà chứ. Tôi có được nhận ngày hôm nay là do họ hàng của nhà bà không ít. Nên bà cứ yên tâm đi. Tôi thú thật là cũng có ra ngoài chơi bời, nhưng tuyệt đối không để ảnh hưởng tới bà đâu. Vậy thì tốt. Thôi, tôi vào trong nằm nghỉ. Xương cốt dạo này hay nhức mỏi, rệu rã lắm. Vừa nói bà Bá Hộ vừa đứng dậy rồi cứ như vậy bước vào trong phòng ngủ của mình. Lão Tư nhìn theo bóng lưng của vợ, trong lòng có chút buồn bực. Nhưng đúng thật lão không thể làm được gì bà cả. Thế là cứ quay sang nhìn mấy đứa con người ở rồi quát lớn. Chứ mày còn đứng được mặt ra đó, dọn cái đống này đi. Trở về chiều lúc này là bác Hồ Tư đang ngồi hút thuốc rồi nhìn ngắm mấy đàn chim cảnh của mình. Thì thằng Xỉu một đứa tâm phúc khác từ bên ngoài chạy tới. Ông ơi! Sao? Thưa ông là con có chuyện muốn thưa. Chuyện gì? Ở của nhớ đợt trước ông dặn con khi nào mà con Ngọc nó về thì báo cho ông biết không? Ngọc nào? Trời đất ơi, con Ngọc, con của ông Lý trưởng thành đấy. À! Ngay tới đây thì lão Tư liền sáng rỡ cặp mắt. Là bởi vì người tên Ngọc vừa được nhắc tới là một cô gái xinh đẹp trẻ trung. Nếu nói không ngoa thì nhan sắc cô thuộc hàng nhất nhì cái huyện này. Lão Bá Hổ Tư nhiều lần đến nhà của Lý Trường chơi rồi buông lời tán tỉnh nhưng liền bị từ chối. Là cũng muốn thúc ép lắm. Nhưng một phần tuy cái chức Lý Trường không thể so với quyền lực cũng như là địa vị của mình.
nhưng phần nào đó đối phương làm trong bộ máy công quyền nên vuốt mặt phải có chút nể mũi. Đó hai tháng trước khi mà Ngọc đến tuổi thành gia lập thất, lão bác Hồ Tư mới bày mưu tính kế, bảo là làm mai mối cô cho đứa con trai thứ của mình, nhưng mà thực ra là dụ dỗ rồi biến cô trở thành nhân tình. Nhưng không biết có phải vì đón biết được kế hoạch này của ông mà ông Lý Trường Thành đưa con gái về quê ngoại, bảo là phía bên ấy đang có công chuyện. Nhưng với một người háo sắc như lão Tư đây thì lão đâu thể nào mà dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Lão ra lệnh cho Sỉu để mắt tới, khi nào Ngọc trở về lão sẽ lại sang tiếp tục kế hoạch của mình. Sao, nó về rồi hả? Dạ vâng, có thấy nó về lúc chưa? Hôm nay con về báo tin rồi, nhưng mà không thấy ông. Sao đã con đi giải quyết công chuyện nên giờ con mới báo lại? Mau đưa tao sang bên đó để. Có vẻ như việc của đào ngắt tên Phượng bị trừ khử khiến cho lão lúc này nôn nóng lắm. Một lát sau lão có mặt tại hiên nhà của Lý Trường Thành. Khi đến nơi lão giơ cây gậy ba tong của mình gõ vào cánh cầm. Có ai ở nhà không? Gần như ngay lập tức từ bên trong căn nhà ba gian với diện tích không quá to lớn có bóng người bước ra. Đây là một người ở trong nhà của Lý Trường. Người này nhận ra lão Tư thì liền cúi đầu. Dạ, con chào ông báo hộ, ông đến chơi à? Ông chủ mày có nhà không? Dạ thưa có, nhưng mà ông chủ con sắp ra ngoài. Có thì tốt, mở cổng. Dạ, để con vào con bẩm. Con bẩm cái chó gì? Giờ mày có mở không thì bảo hay là để tao phá cổng. Trước sự quát tháo này của đối phương thì nó có vẻ sợ hãi. Nhưng ở khía cạnh một người hầu thì đúng là nơi này đang tiến thoái lưỡng nan vô cùng. Cứ mày đúng lúc đó trong nhà có thêm một bóng người bước ra. Ai thế? Là ông Lý Trường Thành. Khi nhận ra lão bá hộ Tư thì ông nhanh chóng nở một nụ cười. À trời đất ơi, ông bá hộ đó hả? Mau mở cửa cho ông nhanh lên. Mà làm cái gì mà lề mề thế hả? Cánh cổng được mở ra, lão Tư bước vào nhưng cũng không quên giơ cây gậy của mình đánh một cái vào chân của đứa người hầu. Lần sau á, nhớ đừng có hỏi đi hỏi lại, nghe chưa? Thôi không hoạnh hoẹ nữa, lão tiến tới trở lại với cái giọng đầy kịch thượng. Tôi có việc đi ngang qua, tiện đường nên vào chơi một chút, sẵn nhâm nháp chút trà cho đỡ khát à, có được không? À, dạ, tất nhiên là được, mời ông bá hộ à. Sau khi trả nước, lão Tư cũng chẳng ngần ngại mà đề cập. Nghe đồn là con gái ông về rồi đó hả? Dạ vâng, nó về rồi, ở mới hôm qua thôi. Nó đâu? Sao không kêu ra chào tôi một tiếng? À, cái này ông thông cảm, cho nó đi đường xa còn đang mệt nên nghỉ ngơi trong phòng. Ồ, mệt hả? Để tôi vào trong hỏi thăm. À ấy, à, sao lại thế được? Phòng đàn bà con gái không xứng để trông bá hộ cao quý đây đi vào. Để hôm nào cho nó khỏe tôi dẫn sang chơi. Đích thân cảm ơn sự quan tâm của ông. Không cần khách sáo. Mà chuyện hôm trước tôi nói ông đã tính xong chưa? Dạ, chuyện gì à? Còn cái chuyện gì? Cái chuyện tôi tác hợp cho thằng Thành nhà tôi với con Ngọc. À, tôi nhớ rồi. Hôm trước con Ngọc nó cũng đã từ chối rồi mà. Ủa, vậy là nhà ông chê nhà tôi đó à? À dạ không, không có chuyện đó. Không giấu gì ông bá hộ, nhà tôi với một người quen đã có hôn ước cho con Ngọc rồi, từ tận khi nó còn tấm bé, cho nên coi là lời hứa hôn. Từ trước giờ luôn lấy chữ tín làm đầu, không thể nào thất hứa được với người ta. Với lại mấy lần về nhà ngoại của nó, hai đứa cũng có qua lại. Chuyện cưới xin chắc chỉ trong năm nay là hoàn tất. Nghe thấy những lời này, lão Tư tức giận lắm, mặt của lão đỏ lừ. Thế mà bây giờ mày mới nói với tao hả? Mày không xem tao ra gì có phải không? Trời đất ơi, sao bá hộ lại nói vậy? Tôi không bao giờ có suy nghĩ trong đầu của mình dám bất kính với ông, nhưng mà thú thật là như vậy. Với lại tôi thấy tầm cỡ như ông thì phải làm thông gia với các bậc quan lớn, chứ cái thông gia với nhà tôi thật là không xứng. Ông bà ta ngày xưa có câu là môn đăng hộ đối, ông biết chưa hả? Có vẻ những lời nói này xui tai, nhưng đối với lão bá hộ Tư chẳng có chút nghĩa lý. Lão chừng cặp mắt rồi bảo, được, ông được lắm. Nói rồi lão ta đứng dậy bỏ thẳng ra ngoài. Trên đường về lại dinh thự của mình, lão liên tục buông ra những câu mắng chửi và đe dọa. Được lắm, để rồi xem có ngày tao khiến cho mày sống dở chết dở. Thằng Sỉu nghe thấy những lời mắng chửi của chủ nhân thì nói, thưa ông, cái lão Lý Trường đó chắc chắn sống cho nên từ chối ông. Mong đừng có thất vọng, bởi vì con muốn hiến cho một kế. Kế gì? Cái này đảm bảo ông nghe xong ông hứng thú ngay. Còn có cách để giúp ông chiếm đoạt được con Ngọc. Sao?
Mày nói tao nghe. Thưa ông là con thấy bây giờ nhà đó không có nghe theo sắp đặt của ông. Vậy thì ông đâu cần nể nang gì họ đâu. Thế con thấy nếu được ông cứ bắt cóc con Ngọc về đi. Sau đó thì tha hồ xử lý. Cái ý này ta cũng nghĩ qua, nhưng sao mà làm được chứ. Ở đây tuy gã lý trưởng kia chức tức còn con, nhưng mà đừng nên xem thường. Tai mắt của nó khắp nơi, nếu như không kéo đả động tới quan trên rách việc đấy. Sắp tới đây tao có công chuyện làm ăn, cần họ thông qua. Giờ mà đánh rắn động cỏ lúc ấy gây khó dễ vòi vĩnh tiền bạc thì không có nên. Cái này con biết, nhưng con có cách giúp ông một cách chu toàn, không cần phải đích thân ra mặt đâu. Cách gì nói thử đi, nếu mà được tao thưởng cho. Dạ thưa ông, con có biết một đứa làm người hầu trong nhà cũng Lý Trường Thành. Mà cái thằng này nó đánh bài thua rồi nợ con một số tiền khá khá. Giờ bảo gì nó cũng làm, nó có đồng ý thôi. Con định sẽ nhờ nó làm tay trong cho mình, theo dõi đường đi nước bước rồi báo trước khi nào con gái của Lý Trường ra khỏi nhà. Chúng ta dâng bẫy bắt cắp nó. Còn cái thằng tay trong kia thì cho nó vài đồng bạc là ổn thôi. Chỉ hết sau khi bắt cắp xong, mình cứ để cho đám Lục Lâm Thảo Khấu nó đánh lạc hướng. Sau đó thì ông đem nhốt con Ngọc ấy vào trong căn nhà trên huyện của ông. Còn nghĩ không có bố nó thì nó sẽ ngoan thôi mà. Lúc ấy làm sao nó có thể từ chối ông. Còn nếu nó chống cự thì ông hiếp nó luôn, sau đó diệt khẩu. Lúc ấy có trời mới biết được đã có chuyện gì xảy đến với nó. Nghe thằng Sửu nói đến đây thì lão Bác Hộ Tư vỗ đùi. Đúng, đúng là cao kiến đấy. Về mặt từ trước đến giờ tao cứ đánh giá thấp mày. Sửu à, mày xem ra về phần mưu lược cũng giỏi đấy. Dạ ông quá khen. Con chỉ là hầu cận ông bao lâu nay, thử hưởng được cái tính nhìn xa trông rộng của ông thôi. Thôi, bây giờ trước mắt cứ làm như mày nói. Tao giao cho mày xử lý toàn bộ cái chuyện này. Khi nào thành công tao thưởng cho 100 đồng bạc tha hồ ăn tiêu. Dạ, con tạ ơn ông. Và lão Báo Hồ cũng chẳng chờ đợi lâu. Khi vào một buổi chiều của gần nửa tháng sau, lão ta đang nằm trong phòng thì thằng Sửu chạy từ bên ngoài. Ông ơi, ông dậy đi. Ai đó? Ta đang ngủ đừng có làm phiền. Thưa ông, con đã làm xong chuyện rồi. Gần như ngay lập tức lão ta bật dậy đưa mắt nhìn chung quanh. Ông yên tâm, bà không có ở nhà. Mày xử lý xong rồi hả? Dạ vâng, con bắt cóc được con Ngọc rồi, đưa lên trên huyện rồi. Hôm nay ở nhà ông Lý trưởng có đám tiệc gì đó. Còn Ngọc đi chợ, đừng nửa đường con đã bàn trước. Cái thằng tay trong kia nó đánh xe đi một hướng khác, khuất người qua lại. Mọi việc diễn ra êm thấm lắm. Hay, quá hay rồi. Mau lấy quần áo, tao thay đi. Tao phải lên trên đó. Dạ vâng. Chờ nhá nhem tối thì chiếc xe ngựa đưa lão Bác Hộ lên tới căn nhà của mình ở trên huyện. Nhìn từ bên ngoài mọi thứ vẫn êm đẹp lắm. Nhưng khi tiến vào căn phòng ở tận sân sau, lúc này đây lão trông thấy Ngọc đang bị trói nghiến trên giường. Đầu tóc của cô bù xù, miệng bị nhét một tấm rẻ, còn cặp mắt thì trừng trừng. Miệng cười hề bước tới gần ngồi xuống ngay kế bên Ngọc. Cô tuy bị trói nhưng vẫn cố nhích sát người vào trong vách tường. Nào, bình tĩnh đi em Ngọc. Mấy cái thằng này sao lại mạnh tay thế? Em an tâm, lần nữa ở đây chỉ có ta trị tội chúng nó cho em. Vừa nói lão vừa tháo cái tấm rẻ trong miệng của Ngọc. Câu đầu tiên thoát ra được đó là lời kêu cứu. Có ai không? Cứu, cứu thôi. Ngọc nào, em bình tĩnh. Em không biết đây là nơi ở của ta hay sao? Em lại kêu cứu như vậy. Em có kêu từ giờ đến sáng mai không ai nghe thấy đâu. Ông ơi, thả con đi làm ơn. Con cầu xin ông Bá Hộ, xin ông thả con. À, tất nhiên. Tất nhiên ta sẽ thả em. Nhưng bù lại, em phải chịu trộn ta đêm nay nhé. Không, không. Còn cắn rơm cắn cỏ con lại ông, xin ông đừng đừng làm gì con. Sao lại đừng? Ta mến mộ cái nhan sắc của em từ lâu rồi. Em yên tâm ngoan ngoãn phục vụ ta. Tiền bạc của cải ta không tiếc bất cứ thứ gì. Ngay cả bố của em sắp tới đây, cũng đợi ta tác động với quan trên cất nhắc. Được. Ông ơi, nhà con không cần mấy thứ đó đâu. Xin ông đừng làm gì con sắp lấy chồng. Thế thì càng tốt. Chỉ có phục vụ hầu hạ tới ít hôm, sau đó lấy chồng, có mất mát gì đâu, phải không? Lão Tư càng nhích lại gần hơn thì Ngọc lại càng la lớn. Thế sự chống cự của cô, lão liền nóng máu giơ tay tát một cái. Cô tát khá mạnh làm cho Ngọc như muốn nổ đon đóng mắt, cô khóc nghẹn. Ông ơi, ông tha cho con đi, con sợ lắm. Có cái gì đâu mà sợ, toàn thịt mày hay sao? Nói rồi lão ta dùng bàn tay của mình xé toạc hẳn cúc áo trên người của Ngọc. Khỏi phải nói ánh mắt cùng thú tính bắt đầu trỗi dậy. Lão chứng kiến bầu ngực căng tròn của cô gái trẻ. Tất nhiên chuyện gì đến cũng đến. Lão hãm hiếp Ngọc, mặc cho cô gào thét khắp nơi, rồi chống cự một cách mãnh liệt.
Đến gần sáng, sau khi giày vò cơ thể của Ngọc đã đầy, lão Từ đứng dậy mặc lại quần áo, đợt tay vuốt cái chòm râu đã bạc hết của mình. Đúng là gái Từ có khác, đẹp lắm Ngọc à, nhưng mà em lại trông cự nhiều quá. Thôi thì em tạm thời ở đây, dành mấy ngày sắp tới để suy nghĩ thiện hơn. Ta hy vọng lần sau gặp nhau em ngoan ngoãn. Nói rồi lão ta mở cửa bước thẳng ra ngoài. Khi ra đến nơi, lão gọi: Thằng Sửu đâu? Dạ thưa ông, con đây. Sửu bật dậy khỏi chiếc ghế tựa nơi mà gã vừa ngủ gục. Ông xong rồi à? Xong rồi. Công của mày lớn lắm, để đó tao thưởng cho 100 đồng bạc. Dạ con cảm ơn ông. Giờ mày sai đứa nào đó đánh xe ngựa đưa tao về nhà, còn mày ở lại đây. Thưa ông, ở lại đây làm gì á? Tao không an tâm nên giao cho mày ở đây canh chừng. Đợi vài ngày nữa tao lên đây, nhưng trong lúc ấy phải cho con Ngọc ăn uống đầy đủ. Nếu mà thuyết phục được nó thì càng tốt. Dạ thưa ông, con biết rồi. Dặn dò thêm vài câu thì lão bác hộ lên xe ra về. Cực chẳng đã, lão muốn ở lại thêm, nhưng vì sáng ngày mai lão có công chuyện nên không thể chậm trễ. Sau khi chủ nhân của mình đi khỏi, thằng Siêu ngáp một chặng dài. Sau đó nó tiến về căn phòng ở cuối gian. Và đến nơi nó thấy thân thể lõa lồ của Ngọc không mảnh vải che thân. Hai tay của cô vẫn bị trói vào thành giường. Chỉ có đôi chân là được mở trói. Nhưng có vẻ như cái màn hành sắc thịt của đám báo hộ tư từ tối đến giờ khiến cô không còn chút sức lực nào nữa. Và rồi bất chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu của Sửu. Nó đưa mắt ngó nghiêng nhìn chung quanh, rồi sau đó khép cửa lại. Cái ngọn đèn dầu trong phòng cũng bị thổi tắt. Trước khi mọi thứ chìm vào trong bóng tối thì cái áo của nó cũng được cởi phăng ra. Hết gần ngày thì lão bác hộ tư trở về nhà sau khi có cuộc họp quan trọng với những chủ buôn hàng. Trong đầu của lão lúc này chỉ muốn được nghỉ ngơi. Vì cả đêm qua lao lực, nhưng khi vừa bước xuống xe ngựa, lão nghe có tiếng gọi. Ông ơi, ông ơi. Khá bất ngờ khi người gọi đây là thằng Sửu. Ủa, tao bỏ mày trên đó cơ mà sao mày lại về? Thế không có chuyện rồi. Chuyện gì? Con Ngọc nó cắn lưỡi tự vẫn. Sao? Lão tư chừng mắt. Có cứu được nó không? Dạ thưa ông, lúc sáng dậy con định sai người nấu cháo mang vào cho nó ăn, phát hiện nó cắn lưỡi chết từ bao giờ, cả người của nó cứng đơ. Mẹ kiếp cái con chó này, sao nó ngu vậy không biết, sung sướng không chịu. Thôi chết rồi mặc kệ, mày sai người đem xác của nó chôn ở chỗ nào kín kín. Dạ vâng con biết rồi. Còn về phía nhà thằng Lý Trường Thành đó, con nghe ngóng được gì không? Dạ con cũng có nghe tin, lão ta đang cho người đi tìm. Nhưng mà ông an tâm, con hành sự kín kẽ, không có gì sai sót. Được, lùi đi. Nhưng mà thương. Cái gì? Còn phần thưởng của con? Yên tâm, ta đã nói ta làm, lo liệu xong ta đưa tiền cho. Dạ con cảm ơn ông. Sau khi Sửu rời đi thì lão bác hộ tư thở dài, lại mất cái chỗ vui rồi. Nhưng đối với lão mà nói, sự ra đi của Ngọc cũng như bao mạng người khác nằm xuống dưới tay của mình, chứ chẳng hề có một mảy may một chút thương xót. Tuy nhiên lần này thì lão không hề biết được rằng mình đã phạm phải một sai lầm rất lớn. Gần một tháng trôi qua, lão bác hộ tư lúc này gần như quên bẵng đi sự ra đi của Ngọc. Thay vào đó lão tìm được một cô nhân tình mới. Con người này cũng là con của một nhà quyền quý đã qua một đời chồng nhưng còn mặn mà lắm. Chiều hôm nay sau khi đưa nhân tình của mình đi mua sắm thỏa thuê trên chợ, lão lại đưa cô ta về căn nhà ba gian trên huyện của mình. Và tới căn phòng ngủ không mất quá nhiều thời gian để cả ngày trần chuồng, lao vào nhau như con hổ đói. Sau khi thỏa mãn hiệp đầu tiên, lão tư nằm trên giường thở từng hơi mệt nhọc, với tay lấy cái tẩu thuốc rít lên vài hơi. Bàn tay còn lại không quên vuốt ve mái tóc của nhân tình. Em đúng là tài giỏi trên giường thật đó, làm cho ta như thể sống lại thời trai trẻ. Ở kìa ông bá hộ, em thấy ông còn trẻ mà, ông khỏe thật đấy. Cái lời nịnh nọt sáo rỗng này lại khiến cho lão tư thích thú. Thế là không một chút ngần ngại, lão bảo: Em cứ an tâm phục vụ cho ta, em muốn gì cũng được. Thưa ông làm vậy em có thể về làm vợ lẽ ông được không? Thế nhưng sau khi nghe câu nói này, sắc mặt của lão tư đột nhiên thay đổi. Lão nghiêm lại rồi bảo: Không được. Cái gì ta cũng có thể cho em, nhưng chỉ riêng chuyện này thì... Sao lại không được làm vợ lẽ? Em có đòi hỏi cao sang gì đâu, em chỉ muốn có chút danh phận. Ta nói rồi, nếu em muốn ăn sung mặc sướng, có tiền tiêu quần áo đẹp mặc, đừng có mơ nghĩ đến cái chuyện làm vợ lẽ. Em có biết đã có bao nhiêu người vì hai cái chữ đó mà hồn lìa khỏi xác không? Trời đất,
Ông nói gì nghe sợ vậy? Ta nói thật không nói đùa. Nhưng mà thôi, cứ bên như vậy đi. Em biết rồi. Thế ông nằm đây, em ra ngoài tắm rửa một lát. Lần nữa em sẽ hầu hạ ông tiếp. Được, em đi đi. Sau khi cô nhân tình rời khỏi, lão bác hộ bắt đầu nằm nghĩ về mấy chuyện làm ăn của mình. Và rồi nằm cho đến cả canh giờ sau, cũng không thấy nhân tình quay lại. Lão nhíu mày rồi lẩm bẩm: làm cái quái gì mà lâu vậy chứ? Thế là lão liền cất tiếng gọi: có đứa nào ở ngoài không? Chúng mày đâu hết rồi? Rất nhanh có đứa hầu gái bước tới: thưa ông cho gọi con. Mày đi xem thử con nhân tình của tao đâu. Nó bảo đi tắm mà đi cả canh giờ vậy hả? Dạ, để con đi gọi. Và rồi một lát sau thì đứa hầu này xuất hiện, nhưng với vẻ mặt có gì đó hoảng hốt. Thưa ông. Sao? Con thấy cô ấy ngất xỉu trong nhà tắm. Cái gì, sao lại xỉu? Vừa nói lão vừa ngồi bật dậy bước xuống giường, sau đó tiến thẳng ra bên ngoài. Nhưng đúng là cô nhân tình kia đang được mấy người hầu cận khác trong nhà cõng lên. Trong tình trạng chân tay cô ta sụi lơ, cả mắt thì nhắm nghiền. Có chuyện gì vậy? Thưa ông, chắc là cô ấy trượt ngã. Để con đi gọi thầy lang. Được, mày cứ đi lo liệu đi. Nó dứt câu thì lão bỏ lên phòng khách ngồi uống trà. Trong lúc đang ngửi cái mùi thơm từ loại trà thượng hạng, thì một người hầu cận khác xuất hiện. Đây là một người phụ nữ trung niên với dáng vẻ khúm núm. Bà ta bước tới đứng trước mặt của lão tư rồi vòng lại: dạ thưa ông, có chuyện gì? Còn tình nhân của tao tỉnh chưa? Dạ cô ấy vẫn chưa tỉnh. Nhưng mà có chuyện này con muốn thưa riêng với ông. Chuyện gì? Thưa ông, ông cho phép con được nghỉ làm. Sao lại nghỉ? Dạ con không dám ở đây. Mày nói cái gì ta không hiểu à? Ai làm cái gì mà mày không có dám? Dạ thưa ông không biết. Ở đây đang bị ma ám không ạ? Mày lại nói năng linh tinh đó hả? Có tin tao vả vỡ mồm mày không? Nhà tao gì ma quỷ gì? Dạ thưa ông, con không dám nói sai đặt điều đâu. Nhưng thực sự là trong nhà mình có ma. Ông có nhớ cô Ngọc lần trước ông và cậu Xíu đưa lên đây? Còn Ngọc hả? Nhớ thì sao? Sau khi cô ấy tự vẫn, chú con đã khóa cái căn phòng ấy. Nhưng mà đêm nào cũng nghe tiếng tan khóc từ đó vọng ra. Ban đầu chúng con cũng đi tỉnh bùa về để dán trước cửa, nhưng mà chỉ êm thấm đâu đó chừng vài ngày. Thì không chỉ trong căn phòng kia, phong hồn của Ngọc còn xuất hiện khắp mọi nơi. Khi thì cô ấy lượn lờ trong hành lang, lúc lại hiện ra đu trên trần nhà. Lúc đám người ở chúng con đang nằm, mấy ngày trước đây, chính mắt con còn thấy cô ấy hiện ra trong bếp, rồi làm đổ hết đống chén bát. Con vốn là người yếu bóng vía, lại bẩm sinh bị bệnh tim, cho nên con mạn phép được xin ông cho nghỉ làm. Chứ thế này chắc con bị cô Ngọc hù cho đứng tim mà chết. Lão bác hổ tư tất nhiên là không tin. Lão hất hàm: mày đừng có mà đặt điều dựng chuyện. Mày muốn nghỉ thì nghỉ, làm gì phải bịa chuyện. Dạ thưa ông, ta nói rồi, nghỉ thì nghỉ. Tiền công tháng này ta không trả đâu. Ai bảo chưa làm đủ tháng đã nghỉ làm? Dạ vâng, con không lấy tiền công đâu. Con chỉ xin được nghỉ thôi. Con cảm ơn ông. Nói rồi bà ta quay lưng rời đi với vẻ mặt đầy mừng rỡ. Chỉ còn lại một mình lão bác hộ cũng chẳng nghĩ nhiều mà tiếp tục nhấm nháp từng ngụm trà thơm. Ngồi đến khi mà trời gần sập tối, lão bắt đầu cảm thấy không khí trong nhà có chút lạnh lẽo. Chúng mày đâu? Mà thắp đèn đi. Có mấy đứa người ở vội vàng mang chiếc đèn dầu lên, nhưng cái ánh sáng từ chúng tuy nhiều đến đâu vẫn không thể xua tan được cái lạnh lẽo kỳ lạ kia. Lão vốn định đêm nay ở lại đây để vui thú, nhưng giờ cô nhân tình bất tỉnh nhân sự từ chiều đến giờ, không thấy tỉnh dậy khiến cả lão có chút chán nản. Thế là không chờ đợi nữa, lão đứng lên hướng về phía bên ngoài. Thằng Tí à, mày đâu rồi? Từ phía che ngựa dựng ở ngoài sân, thằng Tí nhảy xuống. Dạ con đây. Mày đánh xe đưa tao đi tìm quán rượu đi, ăn uống một chút. Dạ vâng. Lão leo lên xe phì phèo cái tàu thuốc. Và rồi như sực nhớ ra điều gì, lão hỏi: à mà này, suốt 2-3 ngày nay sao ta không thấy gặp thằng Xíu ha? Sao tới đây ta có công chuyện muốn sai nó làm, mà có thấy nó không? Dạ nó ở nhà chị bệnh mấy ngày ông ạ. Ủa cái bệnh gì mà chị? Con cũng không biết. Suốt là ngày hôm qua con cũng không thấy nó đến phụ việc cho ông, cho nên con sang nhà hỏi thăm. Khi tới nơi thấy mẹ của nó đang đi mời thầy lang. Bà ấy bảo nó bị cảm phong hàn ạ. Nhưng mà khi con vào trong thì nó cứ nhốt mình trong phòng không ra ngoài. Có hỏi gì nó cũng chỉ đáp qua loa rồi bảo con đi đi. Cái thằng này đúng thật là lạ. Con đau ốm thì lẽ ra nó phải nói với tao, để tao cho tiền thuốc tiền thang chứ. Cái đường này là tâm phúc của tao, chứ không phải đám kẻ ăn người ở bình thường đâu.
Hay thôi, để đó ta đưa tiền cho mày. Ngày mai đây mày lại sang bên nhà nó có được không? Dạ vâng ạ, ông cứ giao cho con. Trở về khuya lúc này là bác hộ tư cũng rời khỏi quán rượu. Đi cùng lão ra ngoài, thằng Tí còn có thêm một cô gái trẻ nữa. Cô này là người hầu rượu của quán. Sau khi được lão đặt vấn đề kèm với chục đồng bạc thì hí hửng đi theo. Lão Tư dự định đêm nay mà cô nhân tình của mình chưa tỉnh dậy thì cũng có thứ để vui đùa. Tuy nhiên khi chiếc xe ngựa về đến căn nhà ba gian, lão nghe thấy từ bên trong có những tiếng la lối om sòm. Còn ở tiết ngoài sân, hai bà đứa hầu gái đang túm tụm lại. Có chuyện gì đó? Sao chúng mày lại ở đây? Rồi đứa nào la lối bên trong đó hả? Khuya rồi có tin ta cắt lưỡi không? Dạ thưa ông, là cô nhân tình của ông à? Cô ấy tỉnh rồi. Là tỉnh rồi hả? Dạ vâng, nhưng cô ấy làm sao? Cô ấy hình như bị ma nhập. Lại một lần nữa nghe nhắc đến chuyện ma cỏ, lão bác hộ tư sẵn cơn say trong người thì bực dọc nhảy xuống khỏi chiếc xe ngựa. Việc đầu tiên là lão làm đó là giơ chiếc gậy của mình ném thẳng về mấy đứa hầu gái. Mẹ chúng mày chứ, ma với trả quỷ. Tiến vào bên trong, lúc này lão nghe rõ hơn cái âm thanh là lối kia phát ra từ trong một căn phòng gần đó. Cũng có vài người hầu cận đang đứng bên ngoài. Có chuyện gì? Sao có chuyện gì mà la lối vậy? Dạ thưa ông. Một người bước ra thuật lại là trong lúc lão đi ra ngoài uống rượu thì nhân tình kia cũng tỉnh dậy. Nhà cô ta liên tục la hét gào khóc rồi đòi giết hết người này cho tới người kia. Thế không ổn, và lại cũng đã chứng kiến nhiều chuyện ma quái trong nhà, cho nên mọi người mới khóa cửa căn phòng này lại. Ông ơi, con nghĩ chắc là vong hồn của Ngọc nhập vào nhân tình của ông. Mày im mồm đi, chứ mày hết chuyện nói hả? Nhưng mà ông ơi, ta nói mở cửa đi. Cái người hầu kia liền rối rít và làm theo, với bàn tay run rẩy đưa lên mở cửa căn phòng. Và khi cái chốt được rút ra, từ bên trong có nhân tình của lão nhảy tới. Cô đè một người hầu xuống đất, cào xé mặt mũi tóc tai của đối phương, sau đó ngước mắt nhìn lão Tư. Cả mắt cô ta lúc này đỏ ngầu trông rất đáng sợ. Chừng hết, cô ta nhìn thấy lão Tư thì nhuận miệng cười, hai tay chống xuống sàn để lấy thế rồi lao đến. Sự việc quá nhanh khiến cho lão Tư không kịp phản ứng gì cả. Lúc này đây lão cứ như một pho tượng đá, nhưng cũng may là thằng Tí từ đằng sau lao tới, đẩy ngừng cái người phụ nữ về đằng sau. Chúng mày mau cho nó lại. Tuy có đến 4-5 người, nhưng cũng phải mất một lúc thì mới có thể khống chế được người phụ nữ điên loạn kia. Thật khó để có thể nhận ra cô nhân tình nóng bỏng quyến rũ của mình. Lão Tư đưa tay vẫy. Cho mày đưa nó đi khuất mắt tao đi. Thế ông đưa đi đâu ạ? Cứ ném nó ra ngoài đường, càng xa càng tốt. Mẹ kiếp con điên. Dạ vâng. Sau khi đám gia nhân đưa cô nhân tình rời khỏi thì đến lượt Tí thì thầm. Thưa ông, còn lúc chiều nay là cũng đã nghe mấy đứa nó kể về chuyện của con Ngọc. Có khi nào mày im đi, đừng có nghe lời chúng nó ăn năn nhằng nói cuội nữa. Từ trước đến giờ mày theo tao làm biết bao nhiêu chuyện, và mà bây giờ lại sợ mấy cái thứ như vậy. Dạ không phải là con sợ, chỉ là không có gì. Mau ra ngoài trong nhà. Nói rồi lão mới khoác tay của hậu diệu. Bà nãy có lẽ chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn vừa rồi, cho nên cô ta cũng có chút e sợ. Thế trời cũng đã muộn, lão kéo cô gái vào trong phòng khác. Nó cũng được bài trí hệt như một phòng ngủ khác. Lão để đối phương ngồi xuống giường. Ngoan mà đêm nay phục vụ cho ta chu đáo, ngày mai thức dậy ta thưởng cho. Dạ vâng. Cô gái khẽ gật đầu. Sau màn hoan lặng, cả người của lão bác hộ tư lúc này rã rời. Thế là lão ôm lấy cô hầu rượu nhanh chóng tiếp đi. Nhưng trong cơn mê man của mình, lão trông thấy bản thân đang đứng trong sân của tòa dinh thự. Phía trước mặt có một đám đông, chắc phải đến cả trăm người. Họ đứng không thành hàng lối mà cứ tụm lại hướng mặt về phía của lão. Tuy không biết là mơ hay tỉnh, nhưng lão vẫn quen cái thói hách dịch của mình, nên chỉ thẳng tay về đám người kia rồi la lớn. Chứ mày là ai? Sao lại đứng trước cửa nhà ta thế? Đám người kia không nói không rằng, trời tối cho nên lão không nhận ra được bất cứ ai trong số ấy. Nhưng cũng không quá nhiều thời gian, vì từ trên trời bỗng nhiên có một tia sét đánh xuống. Ánh sáng từ nó làm lộ rõ vài gương mặt đứng ở hàng đầu tiên, và cũng nhanh chóng làm cho lão bá hộ tư giật mình. Cũng phải thôi, bởi những gương mặt mà lão nhận ra đây chính là Ngọc và chồng của bà Bảy. Điểm chung là họ đều đã chết. Trơ hết mặt của người nào người nấy máu me kinh dị,
Họ trừng mắt nhìn lão để oán hận. Sau đó đồng loạt lao tới. Phát hoảng lão tư la lên một tiếng rồi bừng tỉnh. Khi đã định thần lại, lão mới thử hắt ra một hơi. Chỉ là mơ mà thôi. Nhưng sự bình ổn chưa tồn tại được bao lâu. Bởi vì lúc lão quay sang kế bên, thay vì cô Hầu Diệu, thì người nằm kế bên lúc này là một xác chết đang phân hủy. Lão có thể ngửi được cái mùi hôi tanh từ máu thịt sộc thẳng vào mũi của mình. Chưa dừng lại ở đó, gương mặt của xác chết này không ai khác chính là Ngọc. Qua kinh hãi, lão liền rú lên. Tiếng hét là một lần nữa kéo lão bừng tỉnh. Có vẻ đây là hiện thực khi ánh sáng từ cây đèn dầu trong phòng ngủ tỏa đi khắp nơi. Còn ngay bên cạnh cô Hầu Diệu còn đang mê say. Thở vào một hơi, lão bác hộ tư đưa tay lau đống mồ hôi nhễ nhại trên trán của mình rồi lẩm bẩm. Kỳ quái gì vậy chứ? Chỉ là mơ thôi mà. Lão cũng chắc rằng là cơn say với màn hoan lạc khiến cơ thể của mình yếu đi dẫn đến mộng mị. Ngồi thêm một lúc nữa thì lão cũng ngả lưng xuống, đưa tay choàng qua ôm lấy cô Hầu Diệu. Cô ta lúc này cựa mình một cái, miệng thì nở một nụ cười khúc khích. Ủa, em dậy rồi hả? Bị ta làm cho thức ngay sao? Tiếng cười vẫn vang vọng đến không ngớt. Lão bác hộ đưa mắt nhìn xuống rồi bắt gặp ngay ánh nhìn ngược lại của cô gái kia. Thế nhưng cái ánh nhìn này có phần quen thuộc, nó giống như cặp mắt trừng trừng của Ngọc vậy. Theo phản xạ, lão ngay lập tức đẩy cô gái kia, bước xuống khỏi giường với lấy bình trà trên chiếc bàn. Lão Tư không ngần ngại ném thẳng về phía đối phương. Âm thanh đổ vỡ cùng tiếng hét thất thanh đầy đau đớn vang lên. Ông sao lại ném em? Giờ thì lão Tư mới hoàn hồn và nhận ra cô gái đi Hầu Diệu đã bị thương ở trán tóe cả máu. Nhưng lão không dám tiến lại gần rồi gọi. Chú mày, có ai đó không? Phải mất một lúc thì từ bên ngoài có tiếng người. Thưa ông, có chuyện gì à? Mày mau vào trong băng bó cho nó đi. Dạ vâng ạ. Cả lão thì vội vàng tiến về gian phòng khách. Khi tới nơi, lão thấy thằng Tí đang nằm trên cây ngựa gỗ để ngủ. Lão liền đánh thức nó dậy. Dậy mau đi. Thằng Tí ngồi bật dậy ngơ ngác nhìn chủ nhân của mình. Thưa ông sao vậy ạ? Mau đánh xe ngựa đưa tao về nhà. Sao ạ? Bây giờ ạ? Trời còn chưa sáng mà ông. Nhanh lên, mày không nghe tao nói hả? Về ngay. Dạ vâng ạ. Thằng Tí mắt nhắm mắt mở, nhưng cũng cố gắng đẩy cửa tiến về phía chiếc xe ngựa riêng. Về lão bá hồ tư thậm chí còn quên lấy cả cây gậy ba tong cùng với tàu thuốc của mình, cứ như vậy chạy theo. Khi chiếc xe ngựa rời khỏi căn nhà ba gian được một lát, lão thở dài một hơi. Tuy không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy đến, là vì lão đang say hay là thực sự vong hồn của Ngọc đã ám căn nhà. Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, lão quyết định sẽ tạm thời không lên trên ấy, có vui thú gì sẽ tìm một địa điểm khác. Đến khi trời tờ mờ sáng thì lão bác hộ tư cũng về tới nhà. Việc đầu tiên của lão làm là rửa mặt mũi cho tỉnh táo rồi trở về phòng ngủ. Trong gian phòng lúc này, bà bác hộ còn đang say giấc. Gã dáng bước từng bước nhẹ nhàng rồi nằm xuống kế bên. Đây cũng là phút giây yên bình hiếm hoi lão cảm nhận được từ đêm qua đến giờ. Nằm được một lúc thì lão thiếp đi. Và ở lần ngủ mê này, lão tuy không thấy rõ ràng, nhưng cảm nhận được dường như có những cái bóng đen đang lượn vượn chung quanh chiếc giường của mình. Nhưng những chuyện kỳ lạ chưa dừng lại ở đó. Khi đến gần trưa sau khi tỉnh giấc, là bác hộ vừa ra đến phòng khách đã thấy thằng Tí hớt hải chạy từ bên ngoài về báo tin. Ông ơi, thằng Xỉu nó không xong rồi. Sao lại không xong? Thông hôm qua là ông đưa tiền cho con, mà con mang sang nhà nó lo thuốc men. Lâu nay con làm theo, nhưng mà khi sang đến nơi thì con thấy nó làm sao? Mày nói hẳn hoi sao nào, sao cứ ngập ngừng thế hả? Thưa ông, là con thấy nó giống nghệt với nhân tình của ông đêm qua. Thằng Xỉu nó như phát điên đó. Nó không nhận ra bất cứ ai. Nó cứ như vậy lao tới cấu xé. Khi con cùng với người hàng xóm lao lại giữ nó thì nó gào lên. Chúng mày rồi sẽ chết. Chúng mày sẽ chết hết. Sau khi nó gào lên xong thì nó cười ré lên một tiếng. Nó thẻ cái lưỡi ra cắm vào một cái. Mau chảy lã lề, mắt của nó cũng trợn ngược lên, chỉ toàn lòng trắng thôi. Ông thầy lang được gọi đến, nhưng mà đáng buồn là thằng Xỉu nó chết rồi ông ạ. Nghe thấy những lời này, lão bác hộ cũng hoang mang lắm. Lão lắp bắp: Mày nói thật chứ? Con nói thật. Con làm sao mà dám nói dối? Bây giờ kể cho ông nghe, chân tay con còn run rẩy đây. Cái ốc còn cuồn cuộn đây này. Ông ơi, con nghĩ chuyện này không đơn giản đâu. Hay là ông mời thầy về xử lý hồn ma con Ngọc đi. Mày bình tĩnh, nói bé cái mồm thôi. Ở đây tay vách mạch rừng,
nếu có ai nghe thấy chích cả lũ. Thằng Tí vội khựng lại. Sau khi ngẫm nghĩ một hồi, lão Bác Hộ mới bước tới ghé vào tay của nó rồi bảo: Nghe ta nói này, tuyệt đối không được kể cho anh nghe. Còn bây giờ mày mau đánh xe ngựa đưa tao sơn làng bên tìm ông thầy Chiến. Dạ vâng. Cái người tên Chiến vừa được nhắc đến đây là một vị thầy Pháp. Ông này nghe đâu là hậu kiếp của một vị thần, cho nên có sức mạnh cũng như tài nghệ chế ngự ma quỷ. Trước đây tuy không tin nhưng mà lão Tư cũng có lần thấy một vài người bằng hữu của mình thì ông thầy này về để cúng kiến. Sau đó không thấy họ phàn nàn gì, cho nên chắc cũng có hiệu nghiệm. Một lát sau khi đến được nhà của thầy Chiến thì ông ta bấy giờ có vẻ bất ngờ lắm. Trời đất ơi, sao lại dòng đến nhà tôm thế này? Ông là bá hộ Tư đây có phải không? Đúng, tôi đến đây có chút chuyện muốn nhờ ông. Chỉ cần yêu cầu cung bá hộ, đừng nói là một chuyện, trăm chuyện tôi cũng làm. Thôi, đừng nói mấy cái câu dư thừa đó, vào trong nhà đi, ở ngoài này không tiện. À, mời ông. Đến lúc lão Tư kể lại mọi chuyện cho thầy Chiến nghe, ông ta mới cười nhếch mép. Gì chứ cái chuyện này ông bá hộ cứ an tâm, mấy cái thứ ma quỷ ấy tôi xử lý được. Nhưng mà tôi nói trước tiêu tốn khá khá đấy, chứ không có ít đâu. Yên tâm, tiền ông đối với tôi không thành vấn đề, chỉ cần ông làm được việc. Được rồi, bây giờ cứ tính thế này. Ông bá hộ cứ về nhà nghỉ ngơi để chuẩn bị đồ nghề xong đâu đó. Chiều tối nay tôi với ông sẽ lên căn nhà đó để làm lễ chấn yểm cái vòng hồn con ngập. Làm ngày hôm nay? Đúng, làm càng sớm càng tốt, hay ông để nó hiện hồn về quấy phá. Thôi, làm nhanh đi. Thời gian trôi dần, bây giờ đã là giờ dậu. Lão bá hộ Tư cùng ông thầy Chiến có mặt trong căn nhà ba gian ở trên huyện. Ngoài hai người còn có thằng Tí và mấy người ăn kẻ ở có sẵn trên đó. Nhiều chuyện cho nên cũng đã có mấy đứa bỏ đi. Nhìn qua khắp lượt mặt tiền của căn nhà, thầy Chiến với lấy cây đa bàn hình bát quái trên tay, đảo qua mấy vòng rồi sau đó ông ta tặc lưỡi. Chuyện này có chút phức tạp rồi. Còn ma nữ này nó mạnh hơn tôi nghĩ, chắc là thoáng khí nặng nề tích tụ lâu ngày. Vậy ông có xử lý được không? Tất nhiên là được, tôi chỉ nói vậy thôi chứ vẫn nằm trong lòng bàn tay. Nói dứt câu, thầy Chiến ra lệnh cho Tí cùng mấy đứa ở bày bàn lễ. Trên bàn có nhang đèn, một cái bình hoa, kèm theo đó là đống bùa chú cũng như pháp khí được ông mang theo. Sau khi bày trận đồ xong, trời cũng đã tối. Những cơn gió chốc chốc lại thổi lên, làm bầu không khí thêm phần lạnh lẽo. Lão Bác Hộ đứng nép ở phía cái xe ngựa chăm chú quan sát. Buổi lễ bắt đầu với màn đốt bùa rồi đọc thần chú của ông thầy Chiến. Ông ta vừa đọc vừa đưa tay bắt ấn. Trong cái dáng vẻ tự tin này, ai nấy nhìn vào cũng có chút an tâm. Khi mà bài thần chú đầu tiên vừa dứt thì ở phía trong nhà, những tiếng thần khóc rên rỉ bắt đầu vang lên. Lão Bác Hộ nghe đến nỗi, vốn là một kẻ không sợ trời không sợ đất, tàn ác dã man, nhưng giờ đây sống lưng của ông cảm thấy lạnh toát, mồ hôi vã ra trên trán như tắm. Ông thầy Chiến lúc bấy giờ móc từ trong túi của mình ra một cái chuông nhỏ bằng đồng. Ông vừa rung chuông miệng vừa hướng về phía bên trong nhà rồi gọi lớn: Ngọc à, mày gan lắm đó, dám quậy phá ông bá hộ đây. Giờ có tao đứng ra làm chủ, mày còn không mau ra đây chịu tội. Nếu như mày biết hối cải, tao sẽ tha cho. Ông Chiến vừa dứt lời thì những tiếng thằn khóc kia đột nhiên im bặt. Thằng Tí đứng kế bên rồi thì thầm: Ông ơi, hay quá, thầy hay quá à, chắc là vong hồn của con Ngọc nó sợ rồi. Lão Bác Hộ Tư gật gù hài lòng, nhưng khi thời gian trôi dần thì lão cũng bắt đầu nhận ra có điều gì không đúng. Khi mà thầy Chiến từ nãy đến giờ đứng bất động, không rung chuông hay nói câu nào, thầy vẫn ổn cả chứ? Thế nhưng thầy Chiến không hề trả lời, cả người của ông vẫn cứ đứng như trời trồng hướng mặt nhìn vào trong. Lão Tư lò mò lầm nhầm nhìn sang phía thằng Tí hất hàm ra hiệu. Nó hiểu ý liền tiến tới đưa tay chạm nhẹ vào vai của ông thầy. Thầy ơi! Còn chưa kịp nói dứt câu, toàn thân của ông thầy Chiến ngã vật ra. Ra đây với cái ánh sáng leo lét của ngọn đèn trên bàn lễ, thằng Tí tá hỏa nhận ra khắp mắt, lỗ mũi và miệng của thầy có những dòng máu tươi. Ông cũng chẳng còn dấu hiệu của sự sống nữa. Thế là bầu không khí hoảng loạn đã bắt đầu xuất hiện. Đám người ăn kẻ ở có vẻ chịu đựng không nổi nữa, hét toáng cả lên bỏ chạy. Chúng mày đứng lại cho tao, đứng lại, đây là bỏ đi tao giết. Thế nhưng những lời đe dọa này của lão đâu còn nghĩa lý gì nữa.
Chỉ cần một loáng thì khoảng sân chỉ còn lại lão, thằng Tí và cái xác không hồn của thầy Chiến. Mẹ nó, cái quái gì vậy? Thế nhưng lão cũng không đủ để mà bảo mọi người ở lại. Thế là lão liền nói lớn: Tí, mau đi thôi. Nhưng mà thương còn thầy Chiến, mẹ kiếp, cứ bỏ qua lão mai rồi tính. Vâng ạ. Cả hai liền lập tức lên xe ngựa rồi về trong đêm. Trên đường đi gió cứ thổi mạnh, thậm chí lão báo hộ còn nghe văng vẳng những có tiếng cười ré lên lảng khuất trong tiếng gió tới nửa đêm, thì cả hai cũng về tới dinh thự của mình. Vội vàng bước xuống xe tiến vào bên trong, nhưng tưởng đâu về nhà là an toàn và bình yên. Nhưng khi lão vừa vào tới gian phòng khách đã thấy vợ của mình ngồi trên chiếc ghế tựa. Nhận ra chồng của mình, bà liền gào lên: Ông ơi là ông, có chuyện gì vậy? Thằng Thịnh nhà mình nó có chuyện rồi. Chuyện gì? Nó lại đi đánh bài rồi gây lộn với người ta nữa có phải không? Không, không có. Thì nó làm sao, bà nói nhanh đi. Tôi cũng không biết nữa. Mà lúc nãy nó đi đâu về cả người lấm lem bùn đất. Nó không nói không rằng chạy vào phòng thờ đập phá bàn thờ ông bà tổ tiên. Sau đó thì nó cắn lưỡi tự vẫn. Cái gì? Tin tức như là sét đánh, làm cho đám báo hộ như muốn ngã quỵ xuống đất. Bà nói thật không? Rồi nó đâu? Nó đang được quản ở nhà sau, mọi người đang làm thủ tục để khâm liệm. Tôi định sai người đi gọi ông thì ông đang về tới. Trời đất ơi, con ơi là con. Là báo hộ lập tức chạy ngay về đằng sau, và đúng như những gì mà vợ của lão miêu tả. Đứa con trai thứ của mình đã nằm bất động, xung quanh đã đám gia nhân đang thay quần áo, cũng như là lau sạch những vết máu bám trên người. Nhưng không hiểu sao lão ta lại không bước tới gần hơn. Bà giáo lão ngó nghiêng chung quanh: Thằng Tí đâu? Thằng Tí lúc bấy giờ tất tả chạy tới: Thưa ông là con đây. Mày còn biết thế nào trong vùng này không mà gọi thương hết đây? Dạ vâng, con đi ngay. Sáng hôm sau, tang lễ của Thịnh chính thức được diễn ra, cũng có gần chục vị thầy pháp từ già trẻ đừng thằng Tí mời đến, nhưng cũng cần phải giữ bí mật. Cho nên là họ kéo vào bên trong một căn phòng trống rồi mới trình bày. Sau khi nghe qua câu chuyện cũng như yêu cầu của lão ta, thì có đến phân nửa trong số đó lại lắc đầu. Họ bảo là sức mình không đủ để can thiệp vào chuyện như vậy, cho nên xin phép rời đi. Còn lại bốn người tuy họ đồng ý giúp, nhưng yêu cầu một số tiền cực kỳ lớn, lên đến 100.000 đồng bạc. Cái số tiền này bằng lợi tức cả năm trời mà lão thu được. Nhưng chuyện trước mắt không thể nào chậm trễ, cho nên lão đành gật đầu chấp thuận, trong lòng nghĩ: Mẹ kiếp, cái đám thầy bùa này, chúng mày tưởng ăn của tao dễ lắm hả? Không có đâu. Để chúng mày làm xong, tao sẽ sai thằng Tí thủ tiêu từng đứa một. Nhưng không cần cho lão bá hộ làm chuyện này, vì ngay ngày hôm sau, trong lúc đang làm đám tang cho con trai, thì lão bá hộ nhận được tin dữ của thằng Tí báo về. Buổi lễ trừ tà với bốn vị thầy pháp đã thất bại. Kết cục của bốn người đó không khác thầy Chiến là bao. Chưa kể trong lúc bất cần họ còn làm rơi một mồi lửa, khiến cả căn nhà ba gian bị cháy rụi. Càng nghe lão bá hộ lại càng lo sợ. Không còn cách nào khác, lão ta đành nói chuyện với vợ của mình, hy vọng bà có cách để giải quyết. Vốn cũng chẳng phải là người hiền lành gì, nhưng sau khi nghe chồng thuật lại, bà cũng hoảng hốt, chân tay thì cuống quýt cả lên. Trời đất ơi, ông đúng là kẻ phá hoại mà. Biết thế tôi từ đầu nên cấm tiệt cái thói ăn chơi trăng hoa của ông. Bây giờ tôi rửa rồi, tôi chừa rồi, tôi không dám nữa. Không dám, không dám thì có ích gì chứ. Ông gây ra chuyện lớn rồi đấy. Thằng Thịnh đã nói chết vì ông. Trời đất ơi, tôi đến điền với ông mất thôi. Bà, coi như là tôi sai đi. Bây giờ bà giúp tôi chuyện này, chứ nếu không tôi chết mất. Ông chết là xong ư hả? Còn tôi với thằng Hưng với con Hoa nữa, cái nhà này sắp bị ông hại chết mất rồi. Thôi nào, bà bình tĩnh đi. Tôi biết là bà sẽ có cách để giải quyết mà. Bà bá hộ trừng mắt nhìn chồng. Giờ bà không muốn giúp ông thì cũng phải giúp, để cho các con tránh khỏi đại họa. Thế là ngay chiều hôm ấy, sau khi dò hỏi những mối quan hệ thân quen, thì bà mới về mời về một vị cao tăng tu hành đắc đạo. Người này thậm chí nghe đồn có thể nhịn ăn nhịn uống trong vòng cả tháng trời mà không hề nề hấn gì. Nhưng sau khi vị cao tăng vừa đến cổng dinh thự của lão bá hộ thì đột nhiên ông dừng lại,
đưa hai bàn tay lên rồi lẩm bẩm: Nam mô A Di Đà Phật. Oan trái, oan trái quá. Bà Bá Hộ lúc bấy giờ liền hỏi: Sao đó thầy? Tôi mời sư thầy vào trong nhà hay vợ chồng tôi trình bày? Không cần trình bày gì nữa cả. Tôi nói luôn cho bà biết, nhà bà âm khí rất là nhiều, nó tích tụ từ những âm hồn oán hận. Có người đã ở đây cả chục năm. Sao ạ? Cả chục năm? Ông đừng hù dọa tôi chứ. Nếu mà chúng thực sự tồn tại lâu như vậy sao bây giờ? Cho tôi hỏi, có phải là bạn thời gian tiên trong nhà đã bị động chạm không? Dạ vâng, đúng hai ngày trước. Thằng con của tôi trước khi mất, nó đã đập phá bàn thờ. Nhưng tôi có bày biện lại như cũ. Khẩm, cho dù bà có làm cách nào cũng không thể như cũ được đâu. Chính cái hành động này khiến gia tiên không thể bảo vệ được nhà bà. Đây cũng chính là lý do khi những vong hồn oán hận khi trốn dậy rồi tìm cách trả thù. Tôi nghe tiếng xấu của hai vợ chồng ông bà, thế nhưng mà không thể ngờ rằng có quá nhiều người chết dưới tay của vợ chồng ông bà như vậy đó. Tôi thực sự... Cái trò là như vậy, thế bây giờ ông có giúp được không? Chuyện này tôi thú thật là không thể giúp được, vì nhân quả báo ứng mỗi người gây nên phải tự chuộc lấy. Vậy là ông không chịu giúp phải không? Được rồi, ông không giúp thì đợi đấy. Nếu mà người nhà tôi có mệnh hệ gì, ông cùng với cái chùa nơi ông đang tu tập không yên thân đâu. Trước những lời đe dọa này của bà Bá Hộ, vị sư khựng lại, mất một lúc thở dài rồi đưa tay lên. Bà không muốn tin tôi, dù muốn chém giết gì cũng được. Nhưng mà tôi nói cho bà biết, những chuyện bà đe dọa chỉ càng làm phí thời gian mà thôi. Giờ việc bà nên làm là cố gắng tụng kinh sám hối, ăn chay niệm Phật, mới phần nào giảm bớt được tội nghiệp. Còn bây giờ tôi sẽ vào tụng một hồi kinh cầu siêu cho con trai của bà. Chứ còn tội nghiệp của hai người, tôi không thể cản giữ. Cái lão già gần đất xa trời này, tôi không cần ông dạy đời, không giúp thì thôi mau cút đi. Nhớ lời đe dọa của tôi đấy. Không biết cái lời đe dọa này có thực sự trở thành hiện thực hay không, nhưng những câu chuyện kinh dị càng ngày càng lúc càng xuất hiện. Đầu tiên là ở cái lễ chôn cất của Thịnh. Khi chiếc quan tài đứng nâng lên, cả chục người khuân cứ chao đảo, ai nấy đều phải thốt lên: Trời đất ơi, sao lại nặng thế này? Khi có thêm một túp người khác lao đến phụ giúp, nhưng mà tình hình cũng chẳng khác hơn là bao. Còn bà Bá Hộ thì hoảng hốt lắm, bởi vì khác với mọi người, bà lúc này trông thấy ở phía chiếc quan tài của con mình là 4-5 cái bóng người kinh dị đang ngồi ở trên đó. Cơ thể của họ máu thịt bầy nhầy, cả mắt thì đỏ ngầu nhìn về phía của bà, nhận miệng nở ra những nụ cười để ma quái. Có hoảng sợ, bà chỉ bấy giờ rú lên rồi ngã vật ra đất bất tỉnh. Những người có mặt cũng chỉ nghĩ chắc là bà thương tiếc cho đứa con của mình cho nên phản ứng như vậy. Tới khi chiếc quan tài được đưa ra tới cổng nhà thì thật bất ngờ, một người trong nhóm khuân vác bấy giờ trượt chân, cứ như vậy kéo những người khác rồi làm cho cả chiếc quan tài rơi xuống đất. Cơ va chạm khiến cho phần nắp của nó được bung ra. Thứ kinh dị nhất lúc này mới xuất hiện. Từ bên trong quan tài, cơ thể tưởng chừng bất động của Thịnh lại đột nhiên nhảy ra, lao sầm tới đám người khiêng quan tài. Khỏi phải nói, những người có mặt trong lễ di quan lúc này sợ hãi đến tột cùng. Họ lang hết rồi bỏ chạy tán loạn. Không khí bấy giờ hỗn loạn vô cùng. Lão Bá Hộ Tư thì chạy ngược vào bên trong nhà, bảo đám gia nhân đứng chắn cho mình. Cái thân thể của Thịnh náo loạn một lúc thì còn giật lên mấy cái rồi ngã vật ra nền đất, trở lại cái sự bất động của một xác chết bình thường. Chờ thêm một chút nữa vẫn không thấy Thịnh cử động, Lão Bá Hộ bấy giờ liền thúc giục: Chúng mày đâu, mau ra đi, để nó vào trong quan tài, nhanh lên. Tuy sợ hãi nhưng đám gia nhân không còn cách nào khác, họ run rẩy tiến tới cố gắng thực hiện theo mệnh lệnh. Tới lúc đưa được thi thể của Thịnh trở vào bên trong quan tài thì cả mấy chục cái đinh để cố định lại, không cho phần nắp bung ra được nữa. Kinh hãi hơn là trong lúc đóng những chiếc đinh, người ta thấy từ bên trong quan tài vọng ra những tiếng cười nói như thể là cả mấy chục người ở bên trong thay phiên nhau lên tiếng vậy. Đến cuối ngày hôm ấy thì cũng đừng chôn cất trong phần mộ của dòng họ. Nhưng mọi việc đâu chỉ dừng lại ở đó. Khi mà đến nửa đêm, Hưng, người con trai cả của Lão Bá Hộ, trong lúc ngủ trong phòng đột nhiên trở nên hoảng loạn gào khóc như một đứa trẻ vậy. Để tránh trường hợp như Thịnh,
lão sẽ đám gia nhân chói tay rồi nhét rẻ vào miệng của con trai. Bầu không khí trong nhà lúc bấy giờ nhuốm một màu lạnh lẽo và u tối, thậm chí xuất hiện tình trạng trong đám kẻ ăn người ở có đứa sợ hãi mà bỏ trốn. Có một đêm gần như thức trắng, lão bá hộ lúc bấy giờ trông tiểu tụy lắm, nhưng còn chưa kịp hỏi thăm tình hình của đứa con trai, lão đang nghe thì tiếng hét thất thanh ở gian phòng ngủ của cả hai vợ chồng. Tiếng hét này đến từ một đứa hầu gái thân cận của bà bá hộ. Khi lão từ có mặt đập vào lão lúc bấy giờ là một cảnh tượng kinh hoàng. Lão thấy vợ của mình treo lơ lửng trên sàn nhà, gương mặt của bà tím tái, cái lưỡi thì thè ra xuống đến tận cằm. Tin tức chỉ trong một đêm mà cả nhà lão bá hộ một người chết, một người phát điên nhanh chóng chuyển đi. Và không ai bảo ai, người ta kéo đến đứng đông nghịt ở phía trước, kèm theo đó là những tiếng mắng chửi cười cợt. Đáng đời lắm, đáng đời là bá hộ độc ác, giờ thì sáng mắt chưa, đã bị quả báo rồi. Nếu như bình thường lão Tư tức giận tìm đủ mọi cách để trừng trị cái đám người này, nhưng không hiểu sao trong mắt của lão bây giờ, những người dân lúc này đều có hình thù kinh dị. Ngày nào người nấy cũng đầy máu me, thậm chí có người còn lìa đứt cả tứ chi, vẫn còn đứng đó để mắng chửi. Sợ quá lão không dám ra ngoài mà cứ đóng cửa trong nhà. Tang lễ của bà bá hộ được diễn ra một cách chóng vánh, rồi nhờ thằng Tí sai mấy người gia nhân trong nhà tự khâm liệm rồi mang đi chôn cất. Cuối ngày hôm ấy, lão bá hộ đang ngồi thu lu trên chiếc ghế tựa, thấy Hoa con gái của mình cùng hai đứa hầu cận đang định bước ra ngoài. Mày đi đâu đó Hoa? Tối rồi con. Thưa bố, con phải về nhà chồng, chứ con không dám ở đây. Tang lễ của mẹ cũng xong, con đang có mang. Tang hiểu rồi, mày cứ đi đi, nhớ cẩn thận. Dạ, con biết rồi. Hoa nói đến đây bước ra ngoài nơi có xe ngựa đang đợi sẵn. Nhưng tưởng bác Hồ Tư không thể ngờ được rằng đây là lần cuối cùng lão có thể trông thấy con gái của mình bằng xương bằng thịt. Khi mà độ chừng hai canh giờ sau có người chạy đến báo tin. Trên đường về, chiếc xe ngựa của Hoa bị đám thảo khấu chặn đường. Chúng hãm hiếp cướp bóc rồi cắt cổ giết chết cô giữa đường. Cái chuyện mà tưởng chừng ở đất này có mỗi mình lão dám làm, thì bây giờ lại ứng lên người con gái út. Sau khi nghe tin thì lão bá hộ suy sụp, toàn bộ người thân trong gia đình giờ đây đều gặp chuyện. Còn về phần của lão, không biết bao giờ sẽ tới lượt của mình. Thêm 3 ngày nữa trôi qua, thằng Tí mang ở đâu cả một đống bùa chú về dán chung quanh. Nó còn đưa cho lão Tư một lá bùa màu đỏ. Ông ơi, ông cầm lấy cái này đi. Cái gì đó? Thông là bùa hộ mạng, còn con xin được của một vị pháp sư có tiếng. Rồi sao không mời người ta đến đây trừ quỷ? Thưa ông, là vị ấy trong bùa trước rồi thu xếp đến sau. Bây giờ ngài ấy dặn ông hãy đốt bùa này uống, mà quỷ không dám đến gần. Mà lấy cho thầy cốc nước. Sau khi làm xong lời của thằng Tí thì nó nói thêm. Thưa ông, là cái chỗ bùa con mang về trông, về lá bùa hộ mệnh là hơn 50.000 đồng bạc. Ông đưa tiền cho con để con gửi thầy. Sẵn tiện đây hối thúc thầy ấy mau đến để làm lễ cho nhà mình. Được được, tiền ở trong cái giường phòng ngủ của tao, mày vào đó lấy đi. Dạ vâng. Sau khi thằng Tí lấy tiền rời khỏi, lão bá hộ nhìn theo đó miệng thì thào. Cuối cùng thì cũng chỉ có mày là trung thành, xem ra ta không uổng công khi nuôi mày. Thế nhưng lão đâu có thể ngờ được rằng, chờ đợi mãi không thấy thằng Tí cùng ông thầy bùa đó quay lại. Sốt ruột quá lão mới lớn tiếng. Có đứa nào không? Chứ mày có đứa nào không? Lúc này có hai đứa bước lên. Thưa ông, cho gọi chúng con. Chúng mày mau đi tìm thằng Tí. Sao mà nó lâu về thế hả, có chuyện gì? Dạ vâng, chứ con đi ngay. Chỉ một lát sau, hai đứa người ở trở về, nhưng chúng mang tới một cái tin không mấy dễ chịu. Thưa ông, là thằng Tí đó đi rồi à? Đi đâu? Chứ con không biết. Khi mà chúng con tới nhà nó không có ai. Mấy người ở chung quanh nói lúc trưa nay nó cùng vợ con thu dọn đồ đạc, sau đó lái xe ngựa đi rồi. Nhận ra mình đã bị lừa, lão bá hộ gầm lớn. Mẹ kiếp, đồ phản phúc. Thế nuôi ong tay áo, tao tìm được mày tao băm mày ra thành nghìn mảnh. Đúng lúc đó thì có tiếng cười ré lên. Không mất quá nhiều thời gian để lão bá hộ nhận ra đây là tiếng cười của con trai mình. Nhưng làm sao có thể khi mà Hưng đã bị trói. Lão đứng dậy nhưng còn chưa kịp chạy ra sau nhà thì đập vào mắt của lão là Hưng, để còn trai cả đang đứng ở giữa hành lang. Không biết bằng cách nào anh có thể cười trói cũng như tháo rẻ trong miệng của mình. Lúc này anh ta đang đứng đó, trên tay là một con dao nhọn. Trời đất ơi Hưng ơi, mày làm gì đó con? Ngừng tay lại đi.
Cả mắt của Hưng lúc này chỉ được mỗi màu đỏ như máu. Anh ta trừng mắt nhìn bố. Sợ rồi à? Đây là đứa con cuối cùng của mày. Mày sợ nó chết không? Để trong cổ họng của Hưng lúc này là một giọng ồm ồm khàn đặc, như thể vang lên ở một nơi sâu thẳm nào đó. Làm bao hộ quát lớn. Mẹ kiếp, cút đi, đừng có làm hại con tao. Nhưng Hưng đâu có sợ những tiếng quát này. Anh ta giơ quần giáo lên kề ngay cổ. Gần như ngay lập tức lão bá hộ quỳ xuống. Đây cũng là lần hiếm hoi người ta trông thấy cái cảnh lão hạ mình như vậy. Làm ơn đi, tha cho con tao, tha cho dòng họ tao một con đường sống. Thế nhưng có vẻ như lời cầu xin này không hề có tác dụng, khi mà Hưng cố ngửa mặt lên cười một cách nhạnh lẽo. Và tất nhiên là con dao cũng cứ ngang qua đó. Lão bá hộ tự lao tới để ôm chầm lấy con trai. Hưng đổ gục xuống sàn nhà máu lã lệ. Gương mặt của anh lại chẳng có chút đau đớn nào. Hưng nhoẻn nở một nụ cười. Cuối cùng mày cũng biết thế nào là đau khổ. Nhưng mà yên tâm đi, tất cả mới chỉ là bắt đầu. Tất cả mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Nói tới đây thì Hưng bất động hồn đìa khỏi xác. Là bao hộ lúc này rú lên như một con thú. Là ôm thi thể con trai mình mà khóc nghẹn. Thế là lần lượt những người thân chung quanh lão không còn ai. Đám kẻ ăn người ở lúc này cũng bỏ đi hết, không còn một ai. Bất lực, lão lấy từng xu tiền ném thẳng ra ngoài sân, với mục đích níu kéo lại đám người ở với mình. Nhưng không, giờ tiền nong đâu còn giá trị gì nữa. Ai cũng cố gắng chạy thoát để giữ mạng. Mà không chỉ những người gia nhân không thôi, mấy mối quan hệ làm ăn rồi ngay cả bà con họ hàng thường ngày tìm tới xung xuyên định bợ, giờ đây cũng chẳng ai bén mảng tới. Thành thử ra là khi đám tang con trai của mình, chỉ có mỗi mình làm hết mọi thứ, từ khâm liệm cúng cơm rồi đưa đi chôn cất. Cũng may là còn chiếc xe ngựa, chứ không chắc lão cũng chẳng biết phải làm sao. Từ hôm nay lão tự uống đến say mềm, rồi ngồi giữa cái dinh thự vắng lặng của mình. Nhưng mà không gọi là vắng lặng cũng không hẳn, bởi chốc chốc lão lại trông thấy có những bóng người lướt ngang qua. Việc trải qua quá nhiều cú sốc khiến lão chẳng còn sợ hãi ma quỷ. Lão cứ ngồi vừa uống rượu vừa thều thào. Chú mày tới đây giết tao đi. Rất cầu thì bắt đầu có những chàng cười vang lên. Nhưng mà tuyệt nhiên lão không bị gì cả. Chú mày không giết thì tao sẽ tự vẫn. Vừa nói lão vừa đập vỡ chai rượu trên tay. Rồi sau đó dùng mảnh vỡ định đâm vào cổ. Nhưng cứ như có một sức mạnh vô hình nào đó ngăn lại. Cách này không được, lão tìm cách khác. Lão giăng một sợi dây thừng ở giữa nhà, thắp hương lần lượt từng bàn thờ của vợ con, sau đó kê cổ vào sợi dây rồi thả chui người. Nhưng trong lúc mà cặp mắt dần mở đi, thì bất ngờ cái sợi dây bị đứt, làm cả thân người của gã rơi xuống đất. Cảm giác đau đớn khiến cho gã gào lên. Giết tao đi, làm ơn giết tao đi. Những ngày tiếp theo, lão bá hộ tư cũng thử nhiều cách tự vẫn nhưng đều thất bại. Những oan hồn lẩn khuất không cho gã được toại nguyện. Một tháng sau, từ trong dinh thự lão tư bước ra. Giờ đây thì chẳng còn ai có thể nhận ra lão bá hộ lừng lẫy cả một vùng. Mà thay vào đó là một lão già tiểu tụy hốc hác, chỉ còn da bọc xương. Lão giờ đây như thể phát điên, hết lân lang nơi này đến nơi khác. Ở đầu gã cũng chìa tay ra xin tiền. Ban đầu người ta còn căm phẫn và thù ghét, dần dần họ cũng thấy tội nghiệp nên bố thí cho lão. Nhưng cứ như thể động vào tiền, tay của lão như bị phồng rộp cả lên. Người ta cho cơm ăn thì lão ăn, ăn tới đâu thì còn ói ra cả máu tới đó. Vật vã với tình trạng ấy trong thêm 2 tháng nữa, thì vào một buổi sớm tinh mơ, những người nông dân ra đồng sớm thấy thi thể đã thối rữa của lão bá hộ tư ngay trong khoảng sân của nhà mình. Cứ như thể lão đã chết từ lâu lắm vậy. Chưa dừng lại ở đó, trong lúc mọi người đang bàn tính tới chuyện sẽ chôn cất lão, thì trên trời nổi cơn giông tố. Liên tiếp cả chục tia sét cứ như vậy đánh thẳng xuống. Rồi khi mọi thứ trôi qua, cái thân xác của lão chỉ còn là một đống bầy nhảy cháy xém. Thấy đưa đi không ổn, thế là mọi người bèn quyết định đào luôn một cái hố, rồi chôn những phần thân xác còn lại của lão tư xuống dưới. Cái dinh thự từ đó đã trở nên hoang phế. Còn những người dân chung quanh, cứ đêm nào họ cũng nghe thấy những tiếng thần khóc của hàng trăm người vang lên một cách đầy kinh dị.
Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.